Cây trà bạch ta, cây trà bạch cổ rất là đẹp luôn bạn ơi. Thứ nhất là cái cây đây là cái gốc của nó. Nhiều người thì thích thoát thân nhưng nhiều anh mua cây của nhà mình thì lại thích là cây chạng đôi. Cho nên mỗi người một ý thích ạ. Cái gốc của nó thì to hơn ngón chân cái nhá bạn nhá. Dễ nổi đẹp này. Nữa là đang ra lớp lộc non rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua đích danh cái cây trà bạch ta cổ ạ? Chuẩn luôn nhé. Nói chung là hàng trà là nhà mình nhìn lá là chắc chắn chuẩn 100%, không nhầm lẫn được đâu bạn ơi. Loại nào ra loại nấy. Trà bạch ta cổ nhá. Đầu cái cành này rất là nhiều răm đẹp luôn ạ. Chiều cao của cây thì cao hơn 1 mét ạ. Chắc gần được. Chắc tầm 1 mét gì đó. Cây rất đẹp luôn. Đấy mình quay tứ phía bốn bề của cây để bạn nhìn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua đích danh cái cây trà này ạ thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhá. Một trong các số điện thoại trên màn hình ạ.